anh cân mà. Dạ, con chào bà ngoại. Bà ngoại ơi, bà ngoại bán gì vậy bà ngoại? Bà ngoại bán chuối, bán cá, rồi bán hết rồi, lời được 20 ngàn mừng quá, giờ đẩy đi gì. Trời ơi, sao lời ít dữ vậy ngoại? Lời bác, bác năm nay bác được mấy mươi rồi bác? Năm nay được 77 rồi. 77 rồi hả? Dạ. Dạ, con chào ngoại. Dạ, ngoại ơi, ngoại bán gì vậy ngoại? Bán chuối, bán gà. Dạ, dạ, con chào cô. Dạ, cô ơi, dạ. Cô bán gì vậy cô? Cô bán xôi. Dạ, cô năm nay cô được mấy mươi rồi? Cô năm nay được 73 rồi. 73 rồi, dạ. Dạ, con chào bác. Dạ, bác ơi, bác đang làm gì vậy bác? Đi xin tiền. Đi xin tiền hả? Bác năm nay bác được mấy mươi rồi bác? 30 rồi. 70 rồi hả? Ông ngoại có thương Nhật Minh, mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 25 tháng 9 năm 2024. Hiện tại bây giờ thì em đang ở tại thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì em sẽ tiếp tục thay mặt tấm lòng của anh Chí Nguyễn ở Mỹ. Em sẽ dùng số tiền của anh ấy là 10 triệu ở đây. Và bên cạnh đó là những cái máy giảng pháp để gửi đến cho những hoàn cảnh lớn tuổi, những hoàn cảnh không may mắn và gặp khó khăn trong bệnh tật. Và thì bây giờ em sẽ mời anh Chí cũng như là cô chú anh chị đi đến chợ thị trấn Cây Dương chung với em và trong buổi sáng ngày hôm nay nha. Thời điểm bây giờ em tới đây thì chắc cũng khoảng là 6 giờ 15 đó. Thì chợ này á, vào khoảng thời gian trước em có ghé một lần, nhưng mà em ghé lúc đó nó cướp vô buổi trưa cô chú anh chị, thành ra buổi sáng sớm thì em chưa ghé. Đó là lý do vì sao mà lần này em quay trở lại đây để tiến hành chào tấm lòng của anh Chí đến với những hoàn cảnh khó khăn, lớn tuổi mà chưa may mắn gặp được sự yêu thương của cô chú anh chị. Dạ, đây là thị trấn Cây Dương. Nói chung thì nó cũng tương đối khá là bự đúng không cô chú anh chị? Tuy nhiên mà đường đi đến đây thì nó nhỏ lắm. Em sẽ đi cái hướng ở bên đây trước. Đa số thì bà con thì bán trái cây buổi sáng ở đây nè cô chú anh chị ha. Khá là nhiều luôn. Ở đây ở tại ấp Mỹ Quế, thị trấn Cây Dương. Những người bán trái cây thì họ sẽ bán ở mặt ngoài như thế này. Dạ, con chào bà ngoại. Bà ngoại ơi, bà ngoại bán gì vậy bà ngoại? Bà ngoại bán chuối, bán cá, rồi bán hết rồi, lời được 20 ngàn mừng quá, giờ đẩy đi gì. Trời ơi, sao lời ít dữ vậy ngoại? Lời bán ít rồi lời ít vậy. Già ở mình lên vậy nè.
được 20 ngàn là mừng dữ lắm, mà khỏi sinh con sinh cháu rồi về cái mình mua 10 ngàn bạc cá, 5 ngàn bạc rau rồi cái ăn này đó. Dạ. Cái vốn mình 100 ngàn còn hoài. Dạ. Ngoại năm nay ngoại được mấy mươi rồi ngoại? 83. 82. 82. Trong giấy ăn vàng thì 85. Dạ. Rồi ngoại bán như thế này bây giờ ngoại ở với ai? Bây giờ ở đậu với con. Bởi dạ. vì mình hồi đó mình ở riêng. Dạ. Ngoại ổng chết rồi. Dạ. Buồn quá. Dạ. Dạ. Bữa nay con chia sẻ với ngoại nha. Bữa nay gặp ngoại là cái duyên. Bữa nay con xin phép thay mặt một nhà hảo tâm, đó là chú Chí ở bên Mỹ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như ngoại. Thành ra ngày hôm nay chú Chí có phần lì xì nhỏ nhỏ tặng cho ngoại nha. Vậy chứ nhận qua mấy ông ở trên bảo lục lũ qua gì đó cũng cho 500 ngàn. Ủa? Cho 50 ngàn. Dạ. Dạ. Đây là tấm lòng của chú Chí tặng cho ngoại. Dạ. Ngoại đếm giùm con xem ngoại được bao nhiêu. 1 ngàn. 2. 3. 4. 5. 6. 700 ngàn. Dạ. Phải em. 1 ngàn rồi 7. Dạ. Theo ngoại thì số tiền này lớn hay nhỏ? Trời ơi, dữ lắm rồi, đi bán một tháng chưa có lời bao nhiêu mà đút trong túi nữa. Dạ. Đó, nói dạ. thiệt. Dạ. Đi bán là một tháng. Phải cho nó anh ơi. Dạ. 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 Bây giờ tôi cũng người buôn bán ở đây cũng thay mặt người buôn bán hàng rong. Dạ. Cảm ơn chương trình. Dạ. Chương trình của mấy anh em mà đem xuống đây tặng cho bà lão. Nói thiệt. Bà dạ. đi tới ngày thì, luôn, đi tới ngày rồi. Dạ. Khách mua này 15 ngàn lại bán 20 ngàn lời được 5 ngàn mà. Rồi tới chiều tới mơi nghỉ hay là còn đi bán? Cái này gì đút vô trong ống ông ơi. Chấm vàng hay vậy? Không chấm vàng để dành. Dạ, ngoại cho con hỏi. Dạ, ngoại cho con hỏi thêm một câu nữa nha. Dạ. Ngoại bên ngoại có bên đạo Phật không? Có. Dạ. Tôi đạo Phật. Tôi biết niệm Phật, biết dạ. cầu siêu cho bá tánh vạn dân được vạn sự bình an. Lũ lụt đưa ra ngoài biển giả, đừng dạ. có cho ai cái gì hết á. Vậy thì con sẽ xin chú Chí là người tặng lì xì cho ngoại. Dạ, tặng cho ngoại thêm một cái máy nghe giảng kinh Phật. Trời, cái đó chú ý bà. Trời ơi, tôi quá mà hư rồi tôi không có thâu. Dạ, đây là tấm lòng của chú Chí. Đây, dạ. Chí mô chí. Dạ. Tôi quá cái gì hết kìa mà nó hư rồi thay viên tới cháu à. Nhà hảo tâm đã cho đó. Dạ. Dạ, cái này quá trời ngon rồi, cái dạ. này mới ngon. Bữa nay ngoài nhận được phần quà ngoài cảm giác như thế nào? Thôi, mừng dữ lắm, nghỉ 10 bữa đi. Vậy thì ngoài có nhắn gửi gì với chú Chí không? Vậy nhắn gửi, tôi là Lê Thị Định, 82 tuổi. Nhắn gửi chú Chí vô dạng sự bình an, được khỏe dạ. mạnh, dồi dào sức khỏe. Cảm ơn ngoài. Rồi trẻ đẹp, mừng, cho có đựng mà tặng cho dạ. bố thí cho bà con cũng như tôi vậy đó. Dạ. Mà ngày qua hen, tôi bố thí lũ lụt có 500 ngàn, có 50 ngàn mà giờ tôi lời không biết bao nhiêu đây. Quý quá, cảm ơn tấm lòng của ngoại. Dạ. Chúc ngoại sẽ giữ gìn sức khỏe dạ. và bớt vất vả với tấm lòng chú Chí nha. Dạ. Không có chất giả, 10 đứa con. Dạ, 10 đứa con quá. Mà đều chưa có ở với đứa nào chân á. Dạ. Không xin tiền con luôn. Dạ, ngoại khỏe quá. Dạ, con xin phép. Nhà mua cũng có qua 500 ngàn bạc túi hồi nãy đếm mà cho con ấy dạ. 120 nè bỏ. Dạ, ngoại ơi ngoại cất cái này vô trong túi đi ngoại. Ủa cái này làm gì? Cái này là cái cục sạc. Khi mà cái máy nó hết pin rồi. Thì ngoại ghim sạc. Ghim vô đây rồi vậy á. Dạ đúng rồi, nó có sẵn hết ở dây ở trong đây á ngoại. Dạ. Dạ. Con có ở trên trong đất quá. Có bảo không? Dạ. Nó dạ. cho tôi một cái. Cái này được rồi, dạ cái này thì nó không có rớt đâu. Dạ. Nó chỉ có cho cái cục tôi rồi bây giờ nó kêu mua hết pin, kêu mua 60 ngàn hai cục pin để vô rồi. Dạ. Không có tiền rồi, không có nghe. Dạ, hồi ngoại nghe cái máy mới nha. Dạ, dạ. Cảm ơn. Cảm ơn ngoại, tôi xin phép chào ngoại nha. Cái này à, già thấy vậy chạy xe hay lắm. Dạ, 80 mấy còn chạy xe đạp được là quá giỏi luôn rồi. Dạ. Tôi là anh hùng chiến sĩ. Dạ. Từ đi việc giặt cứu nước non sông ngày nay mới giữ vững tấm lòng Nam Bắc một lòng. Dạ. Tôi biết bao nhiêu. Dạ. Tôi là chiến sĩ nha. Dạ dạ cảm ơn ngoại. Không. Ngoại về nghỉ ngơi nha. Một hộp. Dạ. Rồi đi về nghỉ ngơi đi.
Dạ, dạ con chào bác. Bác năm nay bác được mấy mươi rồi bác? Năm nay được 77 rồi. 77 rồi hả? Dạ, bây giờ sức khỏe của ông ngoại như thế nào ông ngoại? Thì sức khỏe thì bị thời gian gần đây xe nó đụng nè, cái dạ. Chỗ không đi được rồi ra ngồi đây bán rồi em Út nó cho để cái ghế ngồi. Dạ. Bán vậy nó kiếm sống vậy thôi. Dạ, ông nội đang bán gì vậy ông nội? Bán mắm. Dạ. Mua cá rồi mình mần mắm mình ra mình bán. Dạ. Rồi một ngày mà ông nội mà bán cái này á, mà trừ chi phí luôn thì ông nội còn được bao nhiêu? Còn được 100 ngày, bữa nào khác thì được 200. Dạ, thì cũng ít vậy đó ông nội ha. Chứ không có nhiều đâu. Dạ, mà ông nội lại ít vậy thì ông nội có lo cho ai trong gia đình không? Không, lo cho tôi với bà à. Dạ, mà nội được mấy mươi rồi ông nội? 76. Dạ. Hơn 1 tuổi. Dạ, bữa nay thì gặp ông nội là cái duyên ha. Bữa nay con xin phép thay mặt một nhà hảo tâm, đó là chú Chí ở Mỹ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như ông nội. Thành ra ngày hôm nay chú Chí có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho ông nội nha. Dạ, của ít lòng nhiều. Chú Chí chúc ông nội sẽ bớt vất vả với tấm lòng chú ấy nha. Thôi tôi cũng thay mặt cho gia đình vợ con tôi xin cảm ơn thành thật những tấm lòng quý báu của chú Chí để đến cho giúp những cái hộ gia đình khó khăn, bán hàng rong vất vả rồi này nọ vậy đó. Cảm ơn ông nội. Cảm ơn nhiều lắm. Cảm ơn ông nội. Ông nội cho con hỏi thêm một cái nữa là ông nội có bên đạo Phật không? Có, tôi đạo Phật. Dạ. Vậy thì con xin chú Chí tặng ông nội một cái máy nghe giảng kinh Phật nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Để con gửi thêm cục sạc nữa. Y cái bà nãy ha. Dạ, giống y chang hết. Đây là có những bài giảng pháp. Dạ. Với anh niệm Phật ở trong đó. Dạ đúng rồi, nó có sẵn hết trong đó rồi ông nội ha. Dạ. Chúc ông nội sẽ giữ gìn sức khỏe nha. Có bữa cơm ngon miệng cùng với bà nội ở nhà. Cháu đi làm bữa nay cho thành công trong cái nhà hảo tâm mình trong ngày hôm nay. Cảm ơn ông nội. Dạ, con xin phép chào ông nội nha. Rồi, chào cháu. Dạ. Dạ con chào ngoại. Dạ ngoại ơi, ngoại bán gì vậy ngoại? Bán chú răng gà. Dạ chú với rau này là ngoại mua bán lại hay đồ nhà? Bán lại đếm người ta ra đây nhậu người ta đem đếm. Vậy là ngoại đâu có lời bao nhiêu? Thì có rau thì là được 1 ngàn, này chuối cũng 1 ngàn 2 ngàn. Dạ thì bữa nào ế thì bán vốn. Dạ rồi mà ngoại bán như thế này á, 1 ngàn ngoại trừ chi phí luôn ngoại còn được bao nhiêu ngoại? Dạ chục ngàn. Ít dữ vậy đó hả ngoại? Đấy. Dạ, mà ngoại lợi ích như vậy thì ngoại có lo cho ai trong gia đình không? Ừ, có con nó bị bệnh, nó cùng cùng người vợ nó bỏ ra. Dạ. Nó bị tâm thần, cũng phải lo thuốc, lo men rồi cho nó. Dạ. Nó bị tâm thần. Còn ông ngoại đâu rồi ngoại? Ông mắc cũng tết. Dạ. Dạ, ngoại năm nay ngoại được mấy mươi con quên rồi ngoại? 75. 75 rồi ha. Dạ, à, ngoại bán con nhiêu đây thôi đó ha. Dạ. Thì bữa nay con gặp ngoại là cái duyên ha. Bữa nay con sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm, đó là chú Chí ở bên Mỹ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà có cuộc sống mưu sinh vất vả như ngoại. Anh ta ngày hôm nay chú Chí có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho ngoại nha. Dạ. Ngoại đếm giùm con xem chú Chí tặng ngoại bao nhiêu. Dạ. Bữa nay ngoại nhận được phần quà này ngoại cảm giác như thế nào? Ngoại có nhắn gửi gì với chú Chí không? Nhắn gửi lại thân chú Chí, cậu chúc chú Chí ở mãi mặn được có tiền có bạc nhiều, thương dân gì. Cảm ơn chú nhiều lắm. Cảm ơn ngoại. Ngoại cho con hỏi thêm một câu nữa nha. Ngoại có bên đạo Phật không? Bên đạo Phật. Dạ. Vậy thì con xin chú Chí tặng cho ngoại một cái máy nghe giảng kinh Phật. Dạ. Ngoại thích không? Thích. Dạ. Dạ, ngoại cầm giùm con để con lấy cục sạc nha. Cái đó là cái máy đó, nghe kinh. Dạ, mà chú Chí tặng cho ngoại luôn. Dạ. Cái này mình gắn vô trong. À dạ, bình thường thì ngoại nghe được rồi. Khi nào hết pin thì ngoại mới ghim sạc. Cái cục đó là cục sạc ngoại ha. Chúc ngoại sẽ bớt vất vả nha.
với tấm lòng chú ấy nha. Ngoại giữ gìn sức khỏe. Dạ. Cảm ơn ngoại. Bác đi sinh hả? Dạ. Bác năm nay bác được mấy mươi rồi? Không biết nữa. Không biết gì chú ơi. Không biết luôn hả? Dạ. Bác ngủ ở đâu? Ngủ ở đây hả? Dạ. Ngủ ở chú. Bác ngủ ở đây hả? Rồi một ngày bác sinh được bao nhiêu? Người ta ta cho 5 ngàn, 10 ngàn, em coi nhiêu coi. Dạ. Mà thường thường là bác sử dụng số tiền đó như thế nào? Cái lâu lâu á, tôi về quê mẹ già ở dưới Sóc Trăng á. Dạ. Vậy là ở xa ha. Dạ. Dạ thôi bữa nay con xin chú Chí ở Mỹ nha. Dạ. Tặng cho bác một phần lì xì nha. Dạ. Bác biết tờ này bao nhiêu không? Biết không? Biết. Dạ biết. Bao nhiêu bác? 100 ngàn phải không? Rồi hay quá. Chú Chí ở Mỹ tặng cho bác 3 tờ nha. Dạ cảm ơn. Cảm ơn chú. Dạ. Với để con xin chú Chí tặng cho bác một cái máy nghe giảng kinh Phật nha. Dạ. Dạ. Để cho bác nghe nha. Dạ dạ dạ. Dạ em nhìn em biết rồi, để từ từ em vô. Dạ đây là chú Chí tặng cho bác cái máy nghe giảng kinh Phật nha. Dạ. Dạ, đây tặng cho bác thêm một cục sạc nữa nha. Có gì bác mở nghe nha. Dạ. Dạ. Bác cảm ơn chú Chí đi. Cảm ơn. Dạ rồi, thôi chúc bác giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Dạ con chào ngoại. Dạ ngoại, ngoại bán gì vậy ngoại? Ngoại bán bún súng. Dạ. Bún đèo. Dạ. Ốc. Dạ. Rau này là ngoại mua bán lại hay đồ nhà? Cũng như cái nhà cũng có rồi mình mua bán lại cũng có. Dạ. Cũng như cái nào mình có đi hái được thì mình đi hái. Dạ. Còn cái nào không có thì mình mua. Dạ. Ngoại năm nay ngoại được mấy mươi rồi ngoại? Hôm nay được 71 rồi. Dạ. Rồi một ngày mà ngoại bán như vậy, ngoại trừ chi phí thì ngoại còn được bao nhiêu? Chân gia chốt đi ha, đủ ít kỹ gì ta theo ngoại? Đủ ăn ngày vậy ha. Dạ. Có tâm đơn. Dạ. Rồi ông ngoại đâu rồi ngoại? À, mất rồi, mất hôm nay 4-5 năm. Dạ. Vậy con cháu ngoại ở xa hết rồi hả? Cháu cũng có chồng rồi, đứa thì ở xa rồi, đứa thì cũng có ở gần, đi tới đi lui vậy đó. Dạ. Có nhỏ thứ ba đó, rồi mình đi ngoài đó, rồi nó về nó ở với mình. Dạ. Thì bữa nay gặp ngoại là cái duyên ha. Bữa nay con xin phép thay mặt một nhà hảo tâm, đó là chú Chí ở bên Mỹ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như ngoại. Anh đang ngày hôm nay chú Chí có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho ngoại, để cho ngoại bớt vất vả hơn trong cuộc sống nha. Đây là tấm lòng của chú Chí tặng cho ngoại ngày hôm nay nha. Dạ. Ngoại đếm giùm con xem chú Chí tặng ngoại bao nhiêu. 400. Dạ. Bữa nay ngoài nhận được phần quà ngoài cảm giác như thế nào? Dữ lắm rồi, bán còn 3-4 ngày chưa được. Dạ. 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 Mình cảm ơn chú Chí nhiều. Cảm ơn ngoại. Ngoại cho con hỏi thêm một câu nữa nha. Ngoại có bên đạo Phật không? À, ngoài đạo Phật. Dạ. Vậy thì con xin chú Chí tặng cho ngoại một cái máy nghe giảng kinh Phật. Ngoại thích không? Thích. Dạ. Dạ, đây ngoại nhận giùm con nha. Đây là cái dạ cái máy nghe giảng kinh. Dạ, còn đây là cái cục sạc, khi mà nó hết pin thì ngoại sạc nha. Dạ, ngoại giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Nhiều nha. Cảm ơn ngoại. Thì cũng chúc được cũng nhiều sức khỏe nha. Dạ, chú Chí là ở Mỹ, còn ở con Mỹ dạ con thay mặt chú Chí. Dạ, dạ con thì Tâm Minh. Dạ. Dạ. Cảm ơn chú cũng nhiều nha. Dạ, cảm ơn ngoại. Ngoại giữ gìn sức khỏe nha. Tôi xin phép chào ngoại. Dạ, bán hết sớm về sớm nha ngoại. Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị. Cái này thường những người lớn tuổi em mới gửi tặng được. Dạ.
Cô năm nay mấy mươi rồi cô? 64 à. Trời ơi, nghe tiếng ở trong điện thoại. Tại biết sao không? Đi làm có à, cũng có thằng con nó cũng khờ khờ vậy đó. Dạ dạ được. À, chú Chí tặng cho cô nghe. Rồi. Dạ. Cảm ơn chú. Dạ. Cảm ơn cô. Tại vì mình cũng có thằng con nó khờ khờ vậy đó. Dạ. ông ngoại ông muốn sinh hay gì? Mà ông ngoại đang làm công việc gì? Đó, bán bông đó. À, bán bông mướn nha. Mẹ xin chú cho con cái nữa. Chú xin cái dạ, ngoại đang bán gì vậy ông ngoại? Không có bán gì chứ. Mà năm nay ngoại mấy mươi rồi. Chồng chết rồi, năm nay tôi 71 tuổi rồi. Dạ. Rồi, con xin tặng cho ngoại nha. Cảm ơn ông nghe. Dạ. Dạ. Rồi thôi để con xin chú Chí tặng cho cô ha. Dạ. Chú Chí ở Mỹ tặng cho cô. Dạ dạ. Dạ rồi rồi, quá hay. Cảm ơn bác. Dạ dạ. Dạ cô năm nay cô mấy mươi rồi? Năm nay 60 rồi. Dạ cô cứ lại chỗ bán đi ha, rồi chút xíu con ghé. Dạ. Dạ. Dạ cô ơi cô mở khẩu trang nha nha. Dạ. Cô năm nay cô được mấy mươi rồi? 60 rồi. Cô đang bán gì vậy cô? Bán đồ rẫy giao cải rồi đó chú. Dạ. Đồ rẫy như là của cô mua bán lại hay đồ nhà? Dạ mua bán lại. Dạ. Rồi một ngày cô trừ chi phí thì cô còn được bao nhiêu? Có bữa bán hết đồ thì có lời được cỡ 100, còn bữa bán không hết thì cũng về vốn. Dạ. Mà cô bán gì thì cô có lo cho ai trong gia đình không? Dạ có nhà. Con có tặng nó cắt độc da cam nó lết chỗ không à. Dạ. Còn bác trai đâu rồi cô? Có một thằng mà nó có vợ có con rồi, nó có lo nè. Dạ. À, ông á, chồng của cô á? Chồng bây giờ thì cũng như là ly dị rồi. À dạ. Ở dưới nhà con không à, không có gì. Dạ. Bữa nay thôi gặp cô là cái duyên ha. Dạ. Thì thôi con cũng sẽ xin chú Chí ở Mỹ tặng cho cô một phần lì xì nhỏ nhỏ thôi nha. Của ít lòng nhiều. Chú Chí, dạ, chúc cô sẽ bớt vất vả với tấm lòng của chú Chí. Dạ. Cô có nhắn gửi gì với chú Chí không? Dạ, cảm ơn chú Chí rất nhiều. Dạ. Với lại con thấy hình như con của cô là bị bệnh ha, khuyết tật đó ha. Thì con xin chú Chí tặng cho cô một cái máy nghe kinh để cô nghe hoặc cô về đưa cho anh đó nghe nha. Cảm ơn chú Lương. Dạ. Cảm ơn nhiều nha. Dạ, cũng của chú Chí tặng cho cô đó. Dạ, cô giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, xin phép cho cô. Dạ, đồ niệm Phật cô muốn nghe hả? Cô năm nay cô mấy mươi rồi? 65 rồi. Dạ, cô đang bán gì ngoài chợ? Dạ. Cô bán cái gì ngoài chợ? Cô bán mà cô đi chợ mua đồ cho cháu nặng ra. À, nhưng mà cô thích niệm Phật phải không? Dạ rồi, thôi chú Chí tặng cho cô nghe. Dạ. Đó là cái gì đồ niệm Phật? Cái máy nghe kinh với niệm Phật. Dạ. Dạ con chào ngoại. Ngoại ơi, ngoại bán gì vậy ngoại? Bao nhiêu ra? Dạ ngoại bán khoai ha. Cái này ngoại đào luôn ha ngoại. Ừ. Dạ. Ngoại năm nay ngoại được mấy mươi rồi ngoại? 70. Bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào ngoại? Khỏe lắm. Chúc mừng ngoại. Một ngày mà ngoại bán cái này mà nếu ngoại trừ chi phí thì ngoại còn được bao nhiêu? Cũng tùy theo bữa. Mua nè. Cũng ơi tùm lum hết trơn nha con ơi. Tùm lum hết trơn mua này mua kia rồi nuôi gà nuôi vịt nuôi lúa này tùm lum hết trơn nó hơi không có dư nổi đủ ăn đủ sống thôi chứ mày không có dư mà ngoại mà... ngoại sống mình lên mà ông ngoại đâu rồi ngoại ông ngoại còn ly thân năm nay mai 30-40 năm mà không có ở chung tại giờ ngoại ở con mình ngoại thôi đó ha. Dạ bữa nay thì gặp ngoại là cái duyên ha.
Bữa nay con xin phép thay mặt chú Chí là một nhà hảo tâm ở bên Mỹ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như ngoài. Thành ra ngày hôm nay chú Chí có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho ngoại nha. Dạ dạ con ngoại cảm ơn chú Chí. Chú Chí giờ giờ sức khỏe, cảm ngoại cũng ngoại. Cũng lớn tuổi rồi, ngoại cũng không có làm gì nhà thấy gao được từ sống bị bạ vậy đó. Dạ. Rồi cảm ơn con ha. Dạ. Ngoại cho con hỏi một câu nữa nghe. Rồi, ngoại có bên đạo Phật không? Có. Bữa nay con xin chú Chí tặng cho ngoại một cái máy nghe giảng kinh Phật. Rồi. Ngoại thích ngoại không? Cảm ơn. Hết. Dạ. Hết. Thích luôn. Cái đó là phải lắm. Dạ. Đây là tấm lòng chú Chí. Cảm ơn nha, cảm ơn chú Chí nha. Nói gì nói dạ. Ngoại cảm ơn chú Chí nhiều. Cảm ơn ngoại. Ngoại giữ gìn sức khỏe nha. Rồi, dạ. Xin phép chào ngoại. Cảm ơn chú Chí nha. Cảm ơn ngoại. Dạ. Dạ con chào nội. Nội gặp con nội sợ cái gì mà nội che lại hết rồi. Dạ nội ơi, nội có thể nội mở nón nội nói chuyện với con chút xíu nghe. Gì nói chuyện gì nói. Dạ nội năm nay nội được mấy mươi rồi? 70. Nội đang bán gì vậy nội? Dạ là rau lan với rau bồ ngót ha. Một ngày mà nội bán nội trừ chi phí thì nội còn được bao nhiêu? Ví dụ sáng thì đi chợ về mà cắt bữa thì cắt thì bán chừng 100 ngàn chứ lợi hả? Ít dữ vậy đó hả nội? Ừ. Dạ, nội lợi ít vậy thì nội có lo cho ai trong gia đình không? Không, cái này bác mình nên ăn à. Dạ, ông nội đâu rồi nội? Chết lâu rồi. Dạ, dạ con hiểu rồi. Thì bữa nay gặp nội là cái duyên ha. Bữa nay con xin phép thay mặt một nhà hảo tâm. Đó là chú Chí ở tại Mỹ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như nội. Thành ra ngày hôm nay chú Chí có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho nội nha. Anh nội không nhận hả? Dạ, nó muốn nhường cho người khác phải không? Dạ, vậy thì nội cho con hỏi một câu nữa. Nội có bên đạo Phật không? Vậy thì con xin chú Chí tặng cho nội một cái máy nghe giảng kinh Phật. Nội nhận không? Dạ, cái đó thì nhận ha. Dạ đây, tấm lòng của chú Chí ở Mỹ tặng cho nội cái máy nghe kinh nha. Dạ, chúc nội sẽ giữ gìn sức khỏe nha. Nó có sẵn kinh ở trong đó hết rồi, nội về nội mở lên nghe thôi. Khi nào hết pin thì nội ghim cái cục sạc đó nội sạc nha. Dạ, rồi nội bán hết sớm về sớm nha. Cảm ơn nội. Thôi để em vô trong nha cô chú anh chị, tại ngoài này người ta giữ xe rồi. Thầy cảm ơn anh. Đi bên chợ cá này đi. Sau đó em quẹo quanh kia. Trước em nhớ hình như có một ngoại bán ở bên đây, em qua em xem lại cái.
chào ngoại. Dạ. Ngoại ơi, ngoại bán gì vậy ngoại? Bán khóm hả? Dạ, ngoại năm nay ngoại được mấy mươi rồi ngoại? À, 65. Dạ, rồi một ngày mà ngoại bán cái này ngoại trừ chi phí cho ngoại còn được bao nhiêu? Chừng trăm ngoài à. Ít dữ gì đó hả ngoại? Lúc này bán không có được. Dạ. Ế quá trời ế đi. Dạ. Mà... chứ không phải như một lần nữa. Dạ. Một lần bán được dữ lắm luôn. Dạ. Rồi bây giờ khó khăn quá trời, với đồ dạ. Có mắc nữa. Dạ. Rồi món 2.000, 3.000 bạc dữ lắm rồi. Dạ. Rồi ngoại bán lợi ích như vậy thì ngoại có lo cho ai trong gia đình không? Trời ơi, ở nhà thì lo ở nhà. Dạ. Ở nhà có thằng con với thằng chồng. Dạ. Rồi tôi ở đây không à. Dạ, là ngoại ngủ ngoài chợ luôn trong thùng á. Dạ, ngoài ngủ trong thùng luôn hả ngoại? Ngủ thùng đó đó. Dạ. Sao ngoại không về nhà mà ngoại ngủ đây cho nó được quá vậy ngoại? Về nhà rồi ngủ có được bao lâu đâu. Dạ. Ngủ được chút xíu về đi nữa rồi. Dạ. Rồi đi ra làm của mình nên à, không dạ. Có không có cho ai tiếp hết trơn á. Dạ. Không ai. Dạ. Rồi nói thôi kệ đi, làm mình nên, sống mình nên. Dạ. Bữa nay thì con gặp ngoại là cái duyên ha. Dạ. Bữa nay con xin phép thay mặt một nhà hảo tâm, đó là chú Chí ở thành Mỹ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như ngoại. Thành ra ngày hôm nay chú Chí có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho ngoại. Dạ. Dạ, để cho ngoại bớt vất vả hơn trong cuộc sống nha. Dạ, đây là tấm lòng của chú Chí tặng cho ngoại. Đó nào ngay tôi nhận món quà này nữa là chú hai lần rồi đó. Dạ. Dạ, mà vẫn còn đó, nhớ con ha. À, dạ. Thì đó là chú cũng cho. Dạ. Nha. Lần này chú cũng cho. Dạ. Là nhận là của chú là hai lần rồi đó. Cảm ơn ngoại. Dạ. Ngoại cho con hỏi thêm một câu nữa nha. Dạ. Ngoại có bên đạo Phật không? À, nói nào ngay thì tôi bên đạo Phật. Dạ. Mà điều tôi tu tâm thôi. Dạ. Chứ dạ. Nào tới giờ thì không có đi chùa đi gì. Dạ. Vậy thì con xin chú Chí tặng cho ngoại một cái máy nghe giảng kinh Phật. Dạ. Dạ, ngoại thích không? Dạ. Xin chú Chí tặng thêm cho ngoại ha. Dạ. Dạ. Đây là tấm lòng của chú Chí luôn, tặng cho ngoại luôn. Rồi, cảm ơn. Dạ. Đúng ha. Bữa nay ngoại nhận được phần quà, ngoại cảm giác như thế nào? Vui. Dạ. Ngoại có nhắn gửi gì với chú Chí không? À, nói với chú Chí là tôi cảm ơn chú Chí. Cảm ơn ngoại. Tôi nhận của chú Chí là được hai món quà. Dạ. À, chuyến rồi thì chú cho tiền. Dạ. À, chuyến này chú cho tiền, chú cho phần quà nữa. Dạ. À, nói chú Chí là tôi cảm ơn. Dạ. Chúc ngoại sẽ bớt vất vả với tấm lòng chú ấy dạ. Nha. Dạ. Cảm ơn chú nha. Sức khỏe. Dạ. Dạ. Con xin phép dạ. Chào ngoại nha. Dạ. Cảm ơn ngoại. Dạ. Dạ. Con chào bác. Dạ. Bác ơi, bác đang làm gì vậy bác? Đi xin tiền. Đi xin tiền hả? Bác năm nay bác được mấy mươi rồi bác? 30 rồi. 70 rồi hả? Ông ngoại có thể mở nón nói chuyện với con chút xíu nghe. Rồi. Dạ, rồi ông ngoại bị như thế nào mà mình không có di chuyển được vậy ông ngoại? Không rồi. Ngoại bị sốt bại liệt hả? Không. Dạ. Ông ngoại có vợ con gì không? Không, không. Rồi một ngày ông ngoại xin được bao nhiêu? Đủ ăn à. Đủ ăn nè ha. Bữa nay con xin chú Chí ở Mỹ tặng cho ông ngoại một phần quà nho nhỏ nha. Ở đâu? Chú Chí ở Mỹ tặng cho ông ngoại ha. Dạ, một phần quà nho nhỏ thì của ít lòng nhiều. Rồi, chú Chí chúc ông ngoại sẽ bớt vất vả với tấm lòng chú ấy nha. Ba ngày. Dạ, bữa nay ông ngoại nhận được phần quà, ông ngoại cảm giác như thế nào? Ừ, khỏe ha. Ông ngoại nhắn gửi gì với chú Chí không? Thế như ông ngoại cũng hơi dạ, bị bệnh tí. Thôi thôi ông ngoại giữ gìn sức khỏe nghe. Dạ. Tạm biệt ông ngoại. Có tiền nhiều rồi. Mấy tờ luôn hả? Mấy trăm. Ông ngoại có cái máy này là chắc cái máy giảng kinh đó. Dạ thành ra thôi em. Dạ.
nên đã thôi em không có tặng cho ngoài cái máy giảng kinh nha anh chị. Tại vì cái mẫu mà cái hình cái radio đó thì em cũng đã từng thay mặt anh chị hỗ trợ. Đúng là phải nói là đi trời sáng là đông nhộn nhịp mà gặp những cái hoàn cảnh lớn tuổi hơn của chúng chị ha. Dạ chào chị. Dạ. Dạ. Dạ con chào ngoại. Ngoại có muốn nghe máy giảng kinh Phật không, con tặng cho ngoại một cái. Dạ ngoại có muốn nghe. À chị có hả? À, dạ rồi. Dạ thôi cảm ơn ngoại. Dạ. Dạ chào mấy chị nha, chúc mấy chị sức khỏe nha. Dạ 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 cảm ơn chị. Không quay mặt hàng sao? À, dạ cảm ơn chị. À, em chào anh. Năm nay anh được chú được mấy mươi rồi chú? 50 hả? Rồi một ngày chú sinh được bao nhiêu? 40 ngàn. Dạ chú có vợ con gì không? Dạ không có ha. Bữa nay con xin thay mặt chú Chí ở Mỹ ha, tặng cho chú một phần lì xì nha. Dạ chú biết tờ này bao nhiêu không? 100 ngàn ha. Chú Chí ở Mỹ tặng cho chú 300 nha. Chúc chú sẽ bớt vất vả với tấm lòng chú Chí nha. Dạ với con xin chú Chí tặng cho chú một cái máy nghe giảng kinh Phật, chú thích không? Dạ dạ thích nha. Dạ dạ đây là tấm lòng của chú Chí tặng cho chú luôn nha. Dạ chúc chú giữ gìn sức khỏe, vệ sinh được nhiều hơn nữa nha. Cảm ơn chú, con xin phép chào chú nha. Dạ con chào ngoại. Ngoại ngoại bán gì vậy ngoại? Bán bánh dừa, bánh tét. Dạ bánh này của ngoại là ngoại mua bán lại hay ngoại gói? Gói không ạ. Dạ rồi một ngày mà ngoại bán ngoại trừ chi phí thì ngoại còn được bao nhiêu ngoại? 100. Ít dữ vậy đó hả? Dạ, ngoại 100 ngoại. Ngoại năm nay ngoại được mấy mươi rồi? 70. Dạ mà bây giờ ngoại ở với ai? Có hai ông nha, hai vợ chồng già. Dạ ông ngoại được mấy mươi rồi ngoại? Ông ngoại cũng 70 nữa. Dạ bữa nay thì gặp ngoại là cái duyên ha. Dạ. Bữa nay con xin phép thay mặt chú Chí là một nhà hảo tâm ở Mỹ. Dạ. Để tặng cho ngoại một phần quà nho nhỏ. Dạ. Của ít. Dạ. Lòng nhiều. Dạ. Chú Chí chúc ngoại giữ gìn sức khỏe và gặp. Dạ. May mắn trong công việc nha. Dạ, cảm ơn chú Chí. Dạ đang chú. Ngoại cho con hỏi thêm một câu nữa. Dạ. Hình như là ngoại bên đạo Phật phải không? Dạ đạo,
Câu Đài. À dạ, thôi chúc ngoại với sức khỏe nha. Dạ. Cảm ơn ngoại. Cảm ơn. Xin phép cho ngoại nha. Ngoại bán hết sớm về sớm. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cô năm nay cô được mấy mươi rồi cô? À, tôi 67 hả? 67 hả? Cô ơi, cô có thể mở khẩu trang nói chuyện với con chút xíu nghe. Dạ, dạ không sao, nói chuyện với con chút xíu đi. Nói đâu có sao đâu. Dạ. Dạ, cô đang bán gì vậy cô? Cô hả? Dạ. Cô bán khoai, bán xôi, bán cốm dẹp, bán dạ. Xài, bán cà na. Dạ, ủa vậy là cô bán hết bao nhiêu đây luôn đó ha? À. Dạ. Rồi một ngày mà cô bán vậy, cô trừ chi phí thì cô còn được bao nhiêu? Dạ, chừng hết vậy trăm mấy hả con? Ít dữ vậy đó hả cô? Mà, dạ, mà cô lại ít như vậy thì cô có lo cho ai không? Dạ. Cô có lo cho ai trong gia đình không? Có, còn thằng trai út. Dạ. Cô thì ổng chết rồi. Dạ. Thì bữa nay gặp cô là cái duyên ha. Bữa nay con xin phép thay mặt chú Chí là một nhà hảo tâm ở bên Mỹ. Dạ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà có cuộc sống vất vả như cô. Thành ra ngày hôm nay chú Chí có phần lì xì nhỏ nhỏ tặng cho cô nha. Dạ. Đây là tấm lòng của chú là Chí. Là chú Chí bên Mỹ hả? Dạ đúng rồi, tặng cho cô. Thôi vậy tôi cũng mà cảm ơn chú Chí với cảm ơn chú. Cảm ơn cô. Dạ, dạ. Cô cho con hỏi thêm một câu nữa nghe. Sao? Cô có bên đạo Phật không? Có đạo Phật. Vậy thì con xin chú Chí tặng cho cô một cái máy nghe giảng kinh Phật. Cô có thích không? À mà thôi chú, tại vì chú biết sao tôi có cái số cô điện thoại nha. Cháu nội nó cho nè cái dạ. Tôi hay bắt mà kinh Phật Mẹ Quan Âm với Phật mẫu mẹ. Cảm ơn cô. Dạ, chúc cô. Chú biết không khi vậy cái 12 gửi tôi thương thầy. Dạ. Thức cái tôi bắt mặn đồ rồi hết rồi cái nhúm lửa đồ cháy đồ rồi cái tôi bắt băng kinh mẹ nghe chú. Dạ. Nếu mà cô có duyên, dạ cô thử nghe thầy Thích Pháp Hòa. Nghe. Dạ. Dạ. Ông Pháp gì ông Pháp Hòa gì. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ. Cũng có nghe cho cái cuộc sống mình nó nhẹ nhàng. Dạ đúng rồi. Cô giữ gìn sức khỏe nghe. Phải hơi sớm gì sớm nha cô. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Cảm ơn cô. Chú nha. Không phải tôi phụ lòng chú mà. À dạ được, dạ con có, hiểu. Có cái điện thoại này mình bắt bắt kinh. Dạ được, dạ được. Cô nhường cho người khác. Dạ, cảm ơn cô. Thôi vậy cảm ơn chú ha. Dạ, phải hơi sớm gì sớm nha cô. Dạ dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Dạ con chào cô. Dạ cô ơi, dạ. Cô bán gì vậy cô? Cô bán xôi. Dạ cô năm nay cô được mấy mươi rồi? Cô năm nay được 73 rồi. 73 rồi. À. Dạ mình bán xôi gì vậy ngoại? Ngoại bán xôi xôi lá cẩm. Dạ hình như nãy con thấy ngoại ngồi ngoại bán đó ha. À. Dạ rồi một thao xôi này khi mà ngoại bán hết ngoại trừ vốn ngoại còn được bao nhiêu? Còn đâu ví dụ thao xôi này mà ngoại bán 400 phải không? Dạ. Là bà ngoại bỏ 200 còn 200. Dạ. Mà ngoại lợi ích gì ngoại có lo cho ai trong gia đình không? Có bà lo cũng như nó đi mặn mướn hết trơn rồi con ơi. Dạ. Bà mặn rồi bà mua thuốc cũ. Dạ. Dành tiền. Còn ông ngoại đâu rồi ngoại? Ông ngoại chết lâu rồi. Dạ. Bữa nay thì gặp ngoại là cái duyên ha. Dạ. Bữa nay con xin phép thay mặt một nhà hảo tâm. À. Đó là chú Chí ở bên Mỹ. Dạ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như ngoại. Thành ra ngày hôm nay chú Chí có một phần quà nho nhỏ tặng cho ngoại để cho ngoại bớt vất vả hơn. Ngoại đi kiếm tiền á, đừng nha, mua thuốc uống hàng ngày đó con. Dạ, quý quá. Rồi ăn. Dạ. Con thì nó nghèo đi mừng mướn hết rồi. Dạ. Ừ. Bữa nay ngoại nhận được phần quà ngoại cảm giác như thế nào? Trời ơi, bao nhiêu đây chứ ngoại kiếm cũng khó kiếm đó con ơi. Dạ đúng rồi. Chứ không phải dễ kiếm đâu.
một giờ ngoại thức rồi. Trời, ngoại thức sớm quá. Dạ. Rồi đi mặn gì đó, cái về uống thuốc, ăn rồi uống thuốc, đồ rồi hết trơn phải không? Dạ. Ngủ được chút. Dạ. Đó, rồi dạ. Kiếm củi. Dạ. Giờ đừng chụm xôi nữa. Dạ, quá ngon luôn, xôi nấu củi thì còn gì bằng. Dạ. Dạ. Ngoại có nhắn gửi gì với chú Chí không? Ờ, dạ, dạ. Cho mà cho dì ba nhắn chú Chí, chờ gì dì ba cảm ơn chú Chí dữ lắm. Cảm ơn ngoại. Ngoại cho con hỏi thêm một câu nữa nghe. Ngoại có bên đạo Phật không? Có. Dạ, vậy thì con xin chú Chí là người tặng lì xì cho ngoại. Tặng cho ngoại thêm một cái máy nghe giảng kinh Phật. Dạ, ngoại thích không? Thích lắm à. Dạ. Ngoại thích cái đó chứ lắm luôn. Dạ, thì đây là chú Chí tặng cho ngoại cái máy nghe kinh nha. Dạ. Dạ. Ba bà ngoại cảm ơn chú Chí dữ lắm nghe. Cảm ơn ngoại. Cảm ơn dữ lắm. Dạ. Nha. Chúc ngoại duy trì sức khỏe nha. Có cái này giờ ghim vô hay gì? Dạ đúng rồi, nó có kinh hết trong đó. Khi nào hết pin thì ngoại hãy ghim sạc. Ngoại ha. Dạ con xin phép chào ngoại nha. Cảm ơn ngoại. Cảm ơn luôn nha. Dạ. Chào mấy anh. Dạ. Kênh nào? Kênh YouTube của em là Khương Nhật Minh. Cảm ơn anh. Chúc anh sức khỏe nghe. Dạ rồi, chắc có lẽ là em sẽ tổng kết lại nha cô chú anh chị. Em đi hết chợ rồi đó. Dạ, con chào bác. Dạ, bác ơi, bác đang làm gì vậy bác? Bác không nghe hả? Bác mở khẩu trang nói chuyện với con chút xíu đi. Bác nói chuyện được không? Dạ. Bác kéo khẩu trang xuống đi. Dạ. Thôi, để em cũng xin anh Chí tặng cho bác một phần quà nha. Đây là chú Chí ở Mỹ tặng cho bác nha. Chúc bác sẽ bớt vất vả nha. Dạ. Dạ rồi thôi con xin phép chào bác. Dạ. Bên đây là người ta bán quần bán áo á cô chú anh chị, nhưng mà chắc có lẽ là cũng chưa có dọn ra đầy đủ, chỉ mới có mặt ngoài thôi. Dạ rồi, bây giờ thì em sẽ tổng kết lại số tiền trong tổng số tiền 10 triệu của anh Chí nha. 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Vậy là em gửi chỉ có 4 triệu 8 thôi anh Chí ơi. Dạ, kèm theo đó là những cái máy giảng pháp. Chân thành cảm ơn tấm lòng của anh Chí. Dạ, rất là nhiều. Và cũng cảm ơn cô chú anh chị nhà hảo tâm đã từng đồng hành cùng em. Và cảm ơn cô chú anh chị dành thời gian theo dõi video của em. Chúc tất cả cô chú anh chị sẽ luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc của mình, để sẽ có những sự hỗ trợ đến với cho những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo tại Việt Nam. Chào tạm biệt cô chú anh chị. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video gần nhất ạ. Cảm ơn cô chú anh chị nhiều lắm.